Do cần tiền tiêu xài, một nữ nhân viên ở An Giang đã giả chữ ký khách hàng và sử dụng giấy tờ giả lập hồ sơ khống, vay vốn để chiếm đoạt số tiền khá lớn của công ty. Với việc làm xem thường pháp luật này, thì sáng ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử nữ nhân viên này với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Sau đây là những hình ảnh tại phiên tòa. Theo cáo trạng, Cao Thị Anh Thư sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang, là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Sri Sawa Việt Nam, làm việc tại chi nhánh Long Xuyên 1 với nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. Do cần tiền tiêu xài, Thư nảy sinh ý định lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Thư dùng thủ đoạn gian dối sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả và giả chữ ký, chữ viết của khách hàng, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền trên 386 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Sri Sawa Việt Nam. Sau đó, nhân viên thu nợ của công ty phát hiện Thư đã chiếm đoạt số tiền trên và không có khả năng chi trả nên công ty đã gửi đơn tố giác. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Thư bị khởi tố để điều tra. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thư 10 năm tù.